Tôi bắt đầu ca đêm tại một bệnh viện Nhật Bản. Nó có một danh sách quy tắc kỳ lạ. Tôi chưa từng nghĩ rằng công việc đầu tiên của mình với tư cách là y tá lại như thế này. Vừa tốt nghiệp trường điều dưỡng, tôi đã nghĩ làm ca đêm sẽ cho tôi kinh nghiệm cần thiết. Một cách để chứng tỏ bản thân, đây không phải là điều tôi thực sự mong muốn, nhưng bệnh viện đang rất cần nhân sự. Và tôi cũng đang cần một khởi đầu. Bệnh viện này không nằm ở trung tâm Tokyo, nơi mà tôi đã mơ ước được làm việc, mà xa hơn, ở rìa thành phố, nằm gần những ngọn núi nơi đô thị tiếp giáp với hoang dã. Sự cô lập không làm tôi phiền lòng. Thực ra, tôi nghĩ đó là một cách tốt để học mà không phải chịu áp lực từ một cơ sở lớn. Bệnh viện tâm thần này cũ kỹ, đứng sừng sững trên khu vực xung quanh như một di tích từ thời đại khác. Loại tòa nhà trông như thuộc về một câu chuyện ma, với những hành lang dài, tường vàng ố theo năm tháng và mùi thuốc sát trùng cùng bê tông ẩm thấp dai dẳng. Các bức tường bên ngoài nứt nẻ chỗ này chỗ kia, sơn bong chóc, còn bên trong, những bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy đủ để khiến bạn tự hỏi liệu điện có ổn định không. Tuy nhiên, đêm đầu tiên của tôi tại bệnh viện bắt đầu bình thường. Lúc 10 giờ tối, khi nhân viên ban ngày đang thu dọn, tôi thấy mình đứng một mình trong phòng y tá, sắp xếp tài liệu cho ca đêm. Chưa có nhiều việc phải làm, chỉ là làm quen với sự yên tĩnh và cách bệnh viện dường như thay đổi khi mặt trời lặn. Yuki, một trong những y tá mới làm ở đây vài tuần, bước vào, rõ ràng là nhẹ nhõm khi được về nhà. Cô ấy có vẻ như vẫn đang tìm cách thích nghi với nơi này. 2 tuần là chưa đủ để ổn định tại một chỗ như thế này, tôi nghĩ. Bạn là người mới, đúng không? Cô ấy hỏi, nở một nụ cười nhưng không thực sự tươi. Tôi gật đầu, đêm đầu tiên. Cô ấy dừng lại giữa bước đi, nhướng mày. Họ có đưa cho bạn quy tắc chưa? Quy tắc, tôi hỏi, bối rối. Sắc mặt Yuki hơi thay đổi. Họ chưa đưa cho bạn bộ quy tắc làm ca đêm à? Tôi lắc đầu. Không, không ai nhắc đến quy tắc nào cả. Lạ nhỉ, Yuki nói, nhíu mày như thể có điều gì không đúng. Khi mình bắt đầu, họ đã đưa cho mình mấy quy tắc kỳ lạ này. Mình mới làm ở đây được 2 tuần, nên vẫn đang quen dần với chúng. Cô ấy bước đến bàn làm việc và lấy ra một tờ giấy trắng, rồi cầm bút viết. Để mình ghi cho bạn, bạn sẽ muốn làm theo đấy. Tôi nhìn khi cô ấy viết nhanh, trán hơi nhăn lại. Cô ấy trông có vẻ mất tập trung, có lẽ hơi lo lắng. Sự thiếu kinh nghiệm của cô ấy hiện rõ, nhưng cô ấy đưa tờ giấy cho tôi với vẻ nghiêm túc. Làm đúng theo đây, bạn sẽ ổn thôi. Tôi cầm tờ giấy và nhìn vào danh sách những quy tắc viết tay. Quy tắc 1, lúc 12 giờ 45 sáng, đảm bảo các cửa sổ ở cánh tây đã đóng. Nếu có cửa sổ nào mở, hãy đóng lại và rời đi ngay lập tức. Quy tắc 2, nếu bạn thấy một bệnh nhân đi lại trong hành lang sau nửa đêm, đừng nói chuyện với họ. Họ không còn là bệnh nhân nữa. Quy tắc 3, nếu đèn ở cánh đông tắt, hãy rời khỏi cánh đó và không quay lại cho đến khi mặt trời mọc. Quy tắc 4, nếu cửa thang máy tự mở, đừng bước vào trong, chờ cho chúng đóng lại. Quy tắc 5, nếu bạn thấy một cái bóng không phải của mình, rời khỏi phòng ngay lập tức. Quy tắc 6, nếu bỏ trốn là lựa chọn duy nhất, hãy sẵn sàng hy sinh một phần cơ thể của mình. Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy, không biết phải nghĩ gì. Nó trông giống như thứ gì đó bước ra từ một câu chuyện ma. Tôi liếc lên nhìn Yuki, mong đợi cô ấy cười, nhưng cô ấy không cười. Đây là một kiểu thử thách nhập môn à? Tôi hỏi, hy vọng rằng có lẽ đây chỉ là một truyền thống kỳ quặc cho nhân viên mới. Không, Yuki nói, lắc đầu, giọng nhỏ đi. Nghe thì có vẻ vô lý, mình biết. Nhưng tin mình đi, bạn sẽ muốn làm theo chúng. Mình đã nghe vài chuyện. Tôi nhíu mày, cố tìm dấu hiệu đùa cợt trên khuôn mặt cô ấy, nhưng không có gì. Cô ấy không hề đùa. Điều này là thật đối với cô ấy. Bạn có chắc đây là tất cả chưa? Tôi hỏi. Yuki ngập ngừng, cắn môi như đang cố nhớ thêm điều gì đó. Mình nghĩ là hết rồi. Mình vẫn đang làm quen với chúng. Cô ấy cười gượng, chắc sẽ ổn thôi nếu bạn làm theo đây. Trước khi tôi có thể hỏi thêm gì, Yuki đã lấy đồ của cô ấy và rời khỏi phòng, để lại tôi đứng đó trong im lặng. Tôi nhìn lên đồng hồ, 10 giờ 20 tối, đêm chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi cẩn thận gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo blouse. Đùa thôi mà, tôi nghĩ, chắc chắn là vậy, nhưng có gì đó trong cách Yuki nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy, khiến tôi cảm thấy bất an. Ban đêm, bệnh viện im ắng đến rợn người.
tiếng ù ù của đèn huỳnh quang và thỉnh thoảng là tiếng cọt kẹt từ những ống nước cũ kỹ là những âm thanh duy nhất phá vỡ sự yên lặng. Tôi lang thang qua các hành lang chỉ để giết thời gian, cảm giác cô đơn đè nặng trong những lối đi trống rỗng. Đến 12 giờ 30 sáng, tôi đi về phía cánh tây với tờ giấy gấp vẫn còn nằm trong túi. Không có lý do cụ thể nào khiến tôi đến đó. Có lẽ tôi đang thử thách những quy tắc kỳ lạ để xem liệu chúng có chỉ là một phần của truyền thống kỳ quặc cho người mới không. Hoặc có lẽ là sự tò mò, nhỡ đâu Yuki đúng thì sao? Cánh tây trống rỗng, đúng như tôi dự đoán. Những hành lang dài, ánh sáng mờ nhạt dường như kéo dài mãi, bóng tối từ các phòng tràn ra hướng về trung tâm hành lang. Tôi nhìn vào mỗi phòng khi đi qua, nhưng tất cả đều trống rỗng. Chỉ có những chiếc giường trắng lạnh lẽo và thiết bị y tế cũ kỹ bị bỏ quên. Tôi nhìn đồng hồ, 12 giờ 42 sáng. Ngón tay tôi lướt qua tờ giấy gấp trong túi và tôi thở dài. Cứ làm cho xong vậy, tôi bắt đầu kiểm tra các cửa sổ trong hành lang. Cửa sổ đầu tiên đóng, cái thứ hai cũng đóng, cái thứ ba cũng vậy. Tôi tiếp tục di chuyển, tiếng bước chân của tôi vang lên một cách không tự nhiên trong bầu không khí tĩnh mịch. Cái lạnh từ bên ngoài dường như thấm qua tường, khiến không khí nặng nề và khó chịu. Khi tôi đến gần cửa sổ cuối cùng, hơi thở tôi nghẹn lại trong cổ họng. Nó mở, chỉ hé một chút, nhưng đủ để không khí lạnh của đêm thổi vào, lướt qua da tôi với cảm giác lạnh lẽo quá đỗi cố ý. Quá đỗi cá nhân, tôi đứng đó một lúc, bị đóng băng bởi sự phi lý của tất cả. Nhưng tôi cố gạt đi, tự nhủ rằng những tòa nhà cũ thường có những điều kỳ quặc như thế này. Cửa sổ không phải lúc nào cũng đóng chặt. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy có một sự miễn cưỡng lạ lùng khi chạm vào nó, đóng nó lại. Như thể có gì đó muốn nó mở, cần nó mở. Tôi đóng cửa sổ lại, chốt khóa phát ra âm thanh nghe như đóng một cánh cửa vào điều gì đó vô hình. Sự yên lặng sau đó còn lớn hơn cả tiếng chốt cửa. Thở phào nhẹ nhõm, tôi nhanh chóng rời khỏi cánh tây, cố gắng xua tan cảm giác rằng có gì đó đã thay đổi. Chỉ là một bệnh viện cũ, không có gì hơn. Đến 1:30 sáng, bệnh viện chìm vào một sự tĩnh lặng đáng sợ. Tôi quay trở lại phòng y tá, cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng cách kiểm tra các màn hình an ninh. Hầu hết các bệnh nhân đều đang ngủ, phòng của họ im ắng. Ngoại trừ phòng số 5, người đàn ông bên trong đã đi qua đi lại một lúc rồi. Ban đầu, tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Sự bồn chồn vào ban đêm không phải là điều bất thường ở đây, đặc biệt là với các bệnh nhân. Nhưng khi tôi nhìn vào màn hình, mắt tôi bắt gặp một thứ khác, một thứ gì đó đang di chuyển trong một hành lang. Một người đàn ông mặc áo bệnh nhân đang đứng giữa hành lang tầng 2. Lưng ông ta quay về phía camera, cơ thể bất động, không nhìn về phía tôi. Ban đầu, có vẻ như ông ta chỉ đứng đó, lạc lối hoặc bối rối. Đầu ông hơi nghiêng sang một bên, như thể ông đang lắng nghe điều gì đó mà tôi không thể nghe thấy. Một cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng tôi. Tôi vội cầm đèn pin lên theo phản xạ, nhưng tay tôi run lên khi tôi tiến về phía hành lang nơi tôi nhìn thấy ông ta. Tiếng bước chân tôi chậm chạp, do dự, ánh sáng từ đèn pin chiếu loang lổ lên tường khi tôi đến gần hành lang. Khi tôi quẹo qua góc, ông ta vẫn ở đó, đứng giữa hành lang, lưng ông ta quay về phía tôi, chiếc áo bệnh nhân rủ xuống cơ thể gầy gò. Tư thế của ông không bình thường, cơ thể cứng đờ như mannequin. Ông không di chuyển. Tôi thậm chí không thấy ngực ông phập phồng để biết ông đang thở. Tôi thận trọng bước một bước tới, rồi dừng lại khi nghe thấy tiếng thở của ông ấy. Nó không bình thường, âm thanh thở khò khè, sâu và không phải của con người. Mỗi hơi thở đến không đều, như thể đang gắng gượng hít vào, nhưng chậm chạp. Kiểu hơi thở mà bạn mong đợi từ một người đang cố ép không khí vào phổi không còn hoạt động được nữa. Tiếng kéo lê ướt át vang lên sau mỗi lần hít vào, như thể có thứ gì đó bên trong ông ấy đã hỏng. Ông ấy vẫn không di chuyển, đầu vẫn nghiêng, lưng vẫn cứng đờ. Ông đang chờ. Tôi muốn lên tiếng, muốn hỏi liệu ông có cần giúp đỡ không. Bản năng của tôi là bước đến gần hơn, nhưng rồi quy tắc chợt lóe lên trong đầu tôi. Nếu bạn thấy một bệnh nhân đi trong hành lang sau nửa đêm, đừng nói chuyện với họ. Họ không còn là bệnh nhân nữa. Tôi cảm thấy một cơn sợ hãi tràn qua, như thể một bàn tay lạnh lẽo đang siết chặt trái tim tôi. Tiếng thở của ông ấy lớn dần, càng lúc càng khò khè. Tôi có thể nghe thấy âm thanh ướt át trong phổi ông đang vật lộn để hoạt động. Nhưng ông ấy không quay lại. Ông không di chuyển. Tôi bước lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa.
Ngực tôi thắt lại vì sợ hãi, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng khi tôi từ từ lùi khỏi hành lang. Tôi không thể rời mắt khỏi ông ta. Trong đầu tôi hét lên rằng phải chạy, nhưng tôi buộc mình phải di chuyển chậm rãi. Cẩn thận, khi tôi quẹo qua góc, không thể phủ nhận nỗi sợ hãi lạnh lẽo rằng tôi đã thoát khỏi điều gì đó khủng khiếp trong gang tấc. Đến 2 giờ sáng, cảm giác bất an đã ngấm vào xương tủy tôi và tôi không thể gạt bỏ nó ra khỏi đầu. Mỗi tiếng kéo kẹt của tòa nhà, mỗi lần đèn nhấp nháy, giờ đây đều có vẻ cố ý, như thể bệnh viện đang cố gắng gửi cho tôi một thông điệp. Nhưng nó vẫn ở đâu đó ngoài tầm với. Tôi lại đi dạo quanh các hành lang, cố giữ mình bận rộn, nhưng càng ở lại lâu, không khí càng trở nên ngột ngạt, nặng nề. Khoảng 2 giờ 15 phút sáng, tôi nghe thấy một âm thanh. Tiếng gõ nhẹ, đều đặn và không tự nhiên. Nó phát ra từ phòng số 7. Tôi do dự, những quy tắc lóe lên trong đầu. Tôi không nhớ đã thấy ai ở phòng số 7 trước đó. Chắc là nhầm lẫn, có thể có bệnh nhân được chuyển vào trong ca đổi mà tôi không chú ý. Cánh cửa phòng số 7 hơi hé mở và tôi cảm thấy một sự cuốn hút kỳ lạ về phía đó. Tiếng gõ vẫn tiếp tục khi tôi tiến đến gần, như những ngón tay nhẹ nhàng gõ lên một bề mặt gỗ. Tôi đẩy cửa ra, ngay lập tức không khí thay đổi. Bên trong lạnh hơn, lạnh đến mức tôi có thể nhìn thấy hơi thở mình tỏa ra trước mặt. Đèn trong phòng nhấp nháy dữ dội và một cảm giác sai trái đè nặng lên tôi. Tiếng gõ đã dừng lại. Tôi bước tới một bước, tim đập thình thịch trong tai. Đó là khi tôi nhìn thấy cô ấy, một bóng người đứng ở góc xa của căn phòng, khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc đen dài, rối bù. Cô ta đứng bất động một cách kỳ quặc, đầu hơi nghiêng sang một bên. Môi cô ta nở một nụ cười méo mó quái đản, đỏ quá, rộng quá. Đôi mắt cô ấy, những hốc mắt đen tối, nhìn xuyên thẳng qua tôi. Cô ta bước tới một bước, cơ thể di chuyển một cách mềm mại, nhưng không tự nhiên. Quá nhanh, tôi chạy ra khỏi phòng trước khi kịp xử lý những gì mình vừa thấy. Tâm trí tôi quay cuồng, tim đập loạn xạ trong lồng ngực khi tôi lao xuống hành lang, tuyệt vọng trở về trạm y tá. Cái quái gì vậy? Tôi đang mất trí sao? Tôi đến cuối hành lang, hơi thở gấp gáp, nhưng bước chạy của tôi đột ngột dừng lại bởi một tiếng đinh nhẹ. Cửa thang máy trước mặt tôi từ từ mở ra. Quy tắc số 4, nếu cửa thang máy tự mở, đừng bước vào. Hãy đợi chúng đóng lại. Chân tôi run rẩy, dọa muốn khuỵu xuống dưới người khi tôi đứng bất động, mắt dán chặt vào thang máy trống rỗng. Tôi nhìn chằm chằm, không dám thở mạnh. Mắt tôi vẫn dính chặt vào khoảng trống bên trong thang máy. Tôi có thể cảm nhận được điều gì đó bên trong, ẩn khuất ngoài tầm nhìn. Chờ đợi tôi bước vào. Trong một lúc, thang máy vẫn mở, cửa rộng ra mời gọi. Sau đó, chậm chậm, chúng đóng lại với một tiếng kêu cơ học cuối cùng. Tôi thở ra một cách run rẩy, thần kinh tôi đã căng thẳng đến tột độ. Tôi đang mất kiểm soát, mọi thứ đều cảm thấy sai, sai một cách sâu sắc và không thể hiểu được. Tôi vội vã trở lại trạm y tá, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng nỗi hoảng loạn siết chặt tôi như một cái gọng kìm. Tâm trí tôi quay cuồng, cố gắng ghép nối những gì đang xảy ra. Khi tôi tiến đến trạm, tôi nhìn xuống hành lang dẫn đến cánh đông. Đó là khi đèn tắt, cả hành lang chìm trong bóng tối hoàn toàn, tối đến mức nó dường như nuốt chửng không khí xung quanh. Chân tôi như bị đổ chì, tôi đứng bất động, không thể rời mắt khỏi hố đen từng là hành lang. Những cái bóng tràn về phía tôi, di chuyển như chất lỏng, sống động với một sức mạnh vô hình. Tôi cảm nhận được nó, có thứ gì đó đang theo dõi tôi từ trong bóng tối. Sự hiện diện của nó không thể chối cãi, đè nặng lên ngực tôi như một khối không thể trốn thoát. Tôi lùi lại từ từ, hơi thở dồn dập khi tôi rời xa cánh tối đen đó. Tôi không thể nhìn thấy điều gì ở đó, nhưng tôi biết mình không muốn khám phá. Không phải bây giờ, không bao giờ. Tôi đến trạm y tá, tay tôi run rẩy không kiểm soát được khi tôi lục lọi qua đống giấy tờ trên bàn. Thị lực tôi mờ đi, hoảng loạn bám lấy từng góc của tâm trí tôi. Bệnh viện này đang sống cùng với thứ gì đó mà tôi không thể hiểu được. Khi tôi lật tung đống hồ sơ, tay tôi tìm thấy một tờ giấy cũ, nhào nát được chôn dưới những hồ sơ bệnh nhân. Tôi từ từ mở ra, sự sợ hãi leo lên sống lưng khi tôi đọc từng từ. Danh sách này giống hệt như cái Yuki đã đưa tôi, ngoại trừ một chi tiết quan trọng. Quy tắc số 3, đừng vào phòng số 7 sau 2 giờ sáng. Tim tôi trùng xuống, tôi đã phạm một lỗi. Yuki quên mất quy tắc quan trọng. Tôi nhìn lên khỏi tờ giấy, tay tôi run lên, và đó là khi tôi thấy nó.
Ở đó, trên bức tường đối diện với trạm y tá, một cái bóng kéo dài bất thường, quá xa so với bất kỳ nguồn sáng nào để là của tôi. Ban đầu, nó chỉ là một hình dáng mờ tối, một hình dạng đen tối di chuyển ở khóe mắt tôi. Nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn, hơi thở tôi nghẹn lại. Cái bóng đã di chuyển, nhưng tôi thì không. Quy tắc số 5, nếu bạn thấy một cái bóng không phải của mình, hãy rời khỏi phòng ngay lập tức. Lồng ngực tôi thắt lại trong nỗi kinh hoàng. Cái bóng đứng trên tường, vặn vẹo và méo mó, như thể có ai đó đang đứng ngay ngoài tầm nhìn, kéo mình về phía tôi. Điều đó thật vô lý. Không có gì ở đó, không có gì có thể tạo ra cái bóng như thế. Nó trở nên lớn hơn, đen tối hơn, như thể chính ánh sáng đang uốn mình để thích nghi với nó. Và rồi, cái bóng lại chuyển động, tách khỏi bức tường và trườn trên sàn về phía tôi, như thể nó đã sống dậy. Không khí trong trạm y tá trở nên đặc quánh, ngột ngạt. Tôi không thở nổi, chân tôi như đông cứng tại chỗ, đôi chân dường như bị dính chặt xuống sàn. Như thể cái bóng đang kéo tôi lại, cô ta đang dõi theo tôi từ trong bóng tối. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Tôi loạng choạng lùi lại, dứt ánh mắt khỏi cái bóng, tim đập thình thịch trong tai. Khi tôi chạy ra khỏi phòng, những cái bóng vặn vẹo một cách bất thường, trườn dọc theo sàn nhà, mép của chúng ngày càng đen và dày hơn. Từ trong bóng tối, cô ta bắt đầu hình thành. Cơ thể méo mó của cô ta tự kéo mình ra khỏi hư không, như thể cô ta sinh ra từ đêm đen, với nụ cười méo mó mỗi lúc một rộng hơn theo từng bước chân. Chân tôi lao xuống hành lang, mọi cơ bắp gào thét khi tôi đến gần cửa ra vào của bệnh viện. Tôi đập mạnh tay vào những cánh cửa nặng nề, nhưng chúng không nhúc nhích. Dù tôi có cố gắng kéo mạnh đến đâu, dù tôi có tuyệt vọng cỡ nào, chúng vẫn bị khóa chặt. Tâm trí tôi quay cuồng khi tiếng bước chân vang lên sau lưng. Chậm rãi, nặng nề và có chủ ý. Tôi biết chúng thuộc về ai. Cô ta đang tới, người đàn bà miệng rách. Bóng hình tôi đã thấy trong phòng số 7. Cô ta đang ở đây. Sự hiện diện của cô ta như một sức nặng vật lý đè nén lên tôi. Những tiếng thì thầm ngày càng lớn hơn, len lỏi vào tai tôi, thấm vào tâm trí tôi. Ban đầu những từ ngữ còn mơ hồ, nhưng rồi chúng bắt đầu hình thành một thông điệp rõ ràng. Mày đã phá vỡ quy tắc, mày không thể rời đi. Trong cơn hoảng loạn, ánh mắt tôi lia nhanh khắp khu vực tiếp tân nhỏ gần lối vào. Ở đó, trên một chiếc xe kim loại được đẩy sát vào tường, tôi nhìn thấy nó. Một khay dụng cụ phẫu thuật, những công cụ nằm rải rác trên bề mặt. Trong số đó có một con dao mổ, sắc bén và lóe sáng dưới ánh sáng mờ nhạt. Hơi thở tôi nghẹn lại khi tôi nhớ đến quy tắc cuối cùng. Nếu chạy trốn là lựa chọn duy nhất, hãy sẵn sàng hy sinh một phần của bản thân. Tay tôi nắm chặt con dao mổ, giơ lên, lưỡi dao bắt lấy ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tiếng bước chân ngày càng lớn hơn, gần hơn. Chỉ nghĩ đến việc cô ta có thể làm gì với tôi cũng đủ đẩy tôi đến bờ vực. Với đôi tay run rẩy, tôi đưa con dao xuống gần ngón tay mình. Tim tôi đập liên hồi, hơi thở nghẹn ngào trong cổ họng. Nước mắt làm nhòe tầm nhìn, và tôi cắn chặt môi, chuẩn bị tinh thần cho điều phải làm. Lưỡi dao nhấn vào da tôi, và với một hơi thở sâu đầy run rẩy, tôi thực hiện nhát cắt. Cơn đau đến ngay lập tức, nhói buốt và làm mờ mọi thứ. Máu tụ quanh con dao, nhỏ xuống sàn lạnh lẽo. Tôi muốn hét lên, nhưng cắn chặt môi hơn nữa, nếm vị máu khi tôi kìm nén tiếng thét. Tôi phải hoàn thành. Với một động tác đau đớn cuối cùng, ngón tay tôi rơi xuống sàn với một âm thanh thịt rợn người. Căn phòng xoay tròn, cơ thể tôi run rẩy vì sốc. Nhưng tôi hít vào một hơi sâu, suýt ngã gục xuống sàn bên cạnh ngón tay. Nhưng rồi, cánh cửa ra vào bật mở, và tôi cảm thấy sức nặng trên không khí được giải tỏa. Bệnh viện như thở dài, giải thoát cho tôi. Máu vẫn chảy ra từ tay tôi, ấm và dính, khi tôi loạng choạng bước về phía con đường chính với đôi chân run rẩy. Mỗi bước đi như một trận chiến, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở dồn dập và rời rạc. Thế giới bên ngoài đang ở ngay đó. Một tự do lạnh lẽo, vô cảm đang chờ đợi tôi. Nhưng khi tôi bước qua ngưỡng cửa, tôi không cảm thấy nhẹ nhõm. Không hề, tôi quay lại, ánh mắt lướt qua những hành lang tối tăm và nguyền rủa của bệnh viện. Tôi đã thoát ra, đúng vậy, nhưng tôi đã để lại nhiều thứ hơn cả da thịt. Một thứ gì đó sâu hơn, một thứ gì đó quan trọng đã bị xé toạc khỏi tôi trong cái nơi đó. Và tôi biết, với một sự chắc chắn kinh khủng, rằng đó là thứ tôi sẽ không bao giờ lấy lại được.